Quý chư thiên vị và quý khán thính giả đang đón xem bản tin ngày 10 tháng 10 năm 2021 của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, an lành. Bản tin ngày hôm nay, Tiên Thiên Dung diễn đọc lại với các nội dung chi tiết như sau. Tổng hợp thiên tai, nhân họa, lở đất, lũ lụt, hố tử thần, vỡ đê, sập tòa nhà, tàn phá các tỉnh ở Trung Quốc ngày 1 đến ngày 9 tháng 10 năm 2021.
Mưa lớn đã gây ra lũ lụt ở bang Alabama của Mỹ ngày 8 tháng 10 năm 2021. Chỉ trong một ngày, hơn 300ml lượng mưa đã rơi xuống, các dòng sông tràn bờ, lực lượng cứu hộ sơ tán dân khỏi những ngôi nhà ngập lụt, hàng trăm người bị kẹt xe giữa dòng nước bão. Ngày 8 tháng 10, mưa xối xả đã gây ra lũ quét ở bang Alabama của Mỹ, ảnh hưởng đến một lượng lớn người dân. Trận ngập lụt nghiêm trọng nhất được quan sát thấy ở Pelham, gần Birmingham, nơi 82 người được cứu khỏi nhà của họ, 15 người khác từ ô tô. Hơn 100 lực lượng cứu hộ và 16 thuyền đã tham gia cứu trợ người dân. Một số người dân cần sơ tán tạm thời và hỗ trợ y tế. Nhiều ô tô bị ngập nhà, đường. Cơ sở hạ tầng của thành phố bị hư hỏng nặng và nhiều thiệt hại về vật chất. The amount of damage has been significant. The response last night. Playa đang gánh chịu một trận mưa đá như thác đổ xuống thành phố Misurata vào ban đêm ngày 9 tháng 10 năm 2021. Dòng sông Dung Nham phun trào ở núi lửa Alabama, Tây Ban Nha ngày 9 tháng 10 năm 2021. Các tòa nhà gần núi lửa trên đảo Alabama của Tây Ban Nha đã bị nhấn chìm bởi dòng sông Dung Nham hôm thứ Bảy ngày 9 tháng 10. Cảnh quay của Reuters cho thấy cây và các tòa nhà bốc cháy vào ban ngày. Với những tia dung nham phun trào từ núi lửa và những dòng dung nham chảy xuống sườn đồi của núi lửa. Các nhân chứng cho biết magma đã phá hủy ít nhất 4 tòa nhà. Yemen đang ngập lụt sau trận mưa lớn vào ngày 9 tháng 10 năm 2021. Một tòa nhà dân cư 800 m2 bốc cháy ở St. Petersburg, Nga,
Các nhân viên của Bộ Tình trạng Khẩn cấp đã đưa 100 người ra khỏi tòa nhà ngày 9 tháng 10 năm 2021. Vòi rồng và bão mạnh đổ bộ vào Ả Rập Xê Út ngày 9 tháng 10 năm 2021. Cảm ơn quý chư thiên vị cùng quý khán thính giả đã đón xem bản tin của kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức. Kính chúc quý vị vạn an và như ý. Quý chư vị hãy ấn like và đăng ký kênh để video kênh Kỷ Nguyên Thánh Đức được lan tỏa đến nhiều người. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.